Hello, xin chào bạn. Trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn có thể tạo được một cái video rất là vui nhộn từ những cái hình ảnh trên máy điện thoại iPhone. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục Apple Store nhé, và chúng ta tìm kiếm với cái từ khóa là Ziggy này nhé, thì nó sẽ hiện lên một cái logo như thế này, và chúng ta sẽ chọn là cài đặt nhé. Ở đây thì tôi cài đặt rồi, cho nên nó sẽ hiện cái nút là mở. Và tôi sẽ mở cái phần mềm này lên nhé. Đây, thì ở đây thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là chúng ta có thể chụp ảnh ngay tại thời điểm mà chúng ta muốn làm, hoặc là chúng ta có thể up một cái ảnh lên nhé. Cái ảnh này của tôi. Đó, sau khi nó tải xong thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện giống như thế này. Và chúng ta để ý bên dưới này này, chúng ta có thể chọn được những cái mẫu mà chúng ta thấy phù hợp nhé. Tôi ví dụ như là cái mẫu này xem nào. Đấy, sau đó thì nó sẽ lấy thông tin từ ảnh này và nó sẽ ghép vào cái video. Ta chờ một chút nha. Rồi, đó, các bạn thấy chưa? Từ một cái hình ảnh nó đã tạo ra được một cái video hài hước vui nhộn để chúng ta có thể giải trí hoặc là chia sẻ cho bạn bè cho nó vui vui. Và chúng ta cũng có thể chọn được những cái mẫu khác. Đây, thì chúng ta cứ test thử thôi. Chúng ta cứ click vào bất kỳ một cái video nào thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta theo đúng cái mẫu như vậy. Đấy, đó. Thì sau khi chọn được một cái mẫu vừa ý thì chúng ta sẽ chọn là tải xuống nhé. Đây là kết quả của chúng ta. Ok, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn tạo được một cái video vui nhộn. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.